Chào các bạn, các thân mến, mời cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn học cuốn sách tổng ôn từ vựng. Ở cái phần đầu tiên của buổi học hôm nay thì cô Trang Anh sẽ hướng dẫn các bạn học cái cuốn sách này. Sau đó cô Trang Anh sẽ vào hỗ trợ các bạn một phạm trù trong cuốn sách này. Các thân mến, sau khi mà các bạn nhận sách xong thì có rất là nhiều bạn. Các bạn nhắn cho cô, các bạn hỏi là cái cuốn sách này chúng ta sẽ học như nào cho hiệu quả. Như vậy thì ở trong cái chương trình livestream hôm nay thì cô Trang Anh sẽ hướng dẫn các bạn cái cách học cái bộ sách này cho nó hiệu quả nhất. Thực ra nếu các bạn để ý thấy thì ở trong cái phần video mà cô Trang Anh, cái phần video đầu tiên ấy mà cô Trang Anh quay hỗ trợ cho cuốn này của cô Trang Anh đã đăng lên trên Moon rồi thì cô Trang Anh có hướng dẫn các bạn cách học rồi đấy. Không biết là các bạn đã xem cái phần video đó chưa? Tuy nhiên thì hôm nay trong cái buổi livestream trực tiếp này thì cô Trang Anh sẽ chia sẻ lại một nữa các bạn cách học cái bộ sách này. Ok, các bạn thân mến, trước khi vào bài, các bạn phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học em nhé. Nào, phản hồi giúp cô xem là ánh sáng, âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào nội dung buổi học ạ. Hôm nay các bạn có nghe thấy giọng của cô Trang nó khá là khàn không ạ? Thực ra thì cô Trang đang bị viêm họng và viêm thanh quản, bị mất giọng nữa. Tuy nhiên thì hôm qua cô Trang đã nghỉ của các bạn một buổi rồi. Nên là hôm nay cô Trang không muốn nghỉ của các bạn tiếp, nên là cô Trang cố gắng hỗ trợ các bạn cái buổi hôm nay. Nên là nếu như mà cái ngày hôm nay mà các bạn nghe thấy giọng của cô Trang nó khàn, nó không được mượt mà, thì các bạn cũng khắc phục giúp cô và mong là các bạn thông cảm. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay của chúng ta chưa? Với cái nội dung buổi học này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho chương trình của khóa tư vấn đọc hiểu cấp 2-3. Nếu bạn nào là học sinh khóa tư vấn đọc hiểu cấp 2-3 của cô Trang mà đang xem chương trình này, các bạn gọi nhau vào học giúp cô với ạ. Ok, rồi cô Trang bắt đầu vào bài luôn nhé. Bạn thân mến, khi mà các bạn nhận được cái bộ sách này thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái phần mục lục của sách. Với cái bộ sách này, bởi vì nó quá dày, nó gồm có 700 trang cơ, nên là cô Trang phải chia nó là 2 tập. Hai tập mới đủ 15 chuyên đề. Và 15 chuyên đề về từ vựng này nó sẽ bao trọn toàn bộ những cái phạm trù về từ vựng trong bài thi của em, từ những cái phạm trù cơ bản đến phạm trù nâng cao đấy nhá. Vậy nên nếu là với cái phạm trù về từ vựng thì trong bài thi của em nó sẽ có những cái dạng sau này, là dạng về nghĩa của từ, nghĩa dạng về từ loại. Đợi cô một xíu, cô Trang sẽ sử dụng cái bút nhớ và cô Trang đánh dấu cho em này. Cái cuốn sách này theo đúng tên gọi của nó là tổng ôn từ vựng. Nó sẽ giúp các bạn tổng ôn tập các phạm trù từ vựng trong tiếng Anh. Và nó hướng tới cái việc là định hướng cái nội dung bài về từ vựng, phạm trù kiến thức về từ vựng và dạng bài về từ vựng. Chứ nó không phải là cái cuốn sách từ vựng theo chủ đề, nên nó sẽ không có bảng từ theo chủ đề, cũng không hệ thống cho em những cái từ vựng theo kiểu từ vựng cơ bản. Như vậy thì để mà học được cái bộ sách này thì mặc định là các bạn đã phải có cái vốn từ vựng cơ bản, chỉ cần từ vựng cơ bản thôi em nhé. Nên là cái cuốn sách này đặc biệt phù hợp cho học sinh khóa từ vựng đọc hiểu cấp 2-3 của cô Trang Anh. Thế còn nếu như bạn là học sinh ngoài khóa, các bạn vẫn có thể học được cuốn sách này. Nhưng các bạn sẽ phải học phối kết hợp từ vựng trong sách giáo khoa của em. Từ vựng trong sách giáo khoa của em chính là từ vựng cơ bản đấy ạ. Cho em sẽ học phối kết hợp từ vựng trong sách giáo khoa của em với cái cuốn này. Nghe này. Dù em có bây giờ đang gọi là mất gốc từ vựng hay là vốn từ vựng của em đã phong phú rồi, nhưng em nhớ cho cô là cái đích cuối cùng của em, mục tiêu cuối cùng của em, đó là em sẽ vẫn phải xử lý được những cái dạng bài từ vựng này. Bởi vì là những cái dạng bài từ vựng này sẽ là những cái dạng bài mà có trong đề thi của em. Thường thì trong đề thi của em, ngữ pháp nó sẽ là thuộc phạm trù cơ bản, nhưng mà phần từ vựng thì lại thuộc cái phạm trù nâng cao, phạm trù 8+9+, đấy nhá. Và cái cuốn sách này cô Trang viết đạt cập chuẩn với cái mức độ đề thi thật của em về phạm trù về từ vựng. Vậy vừa nếu như mà đề thi của em mà vào cái phạm trù về từ vựng thì nó sẽ thuộc cái, thì nó sẽ có những cái phạm trù sau này. Nó sẽ có những cái kiểu câu hỏi về từ vựng như sau. Kiểu câu hỏi thứ nhất đó là kiểu câu hỏi về nghĩa của từ. Ok, tí nữa cô Trang sẽ giải thích nghĩa của từ là như thế nào. Ngoài cái dạng câu hỏi về nghĩa của từ ra thì nó sẽ là dạng câu hỏi về từ loại. Hai cái phạm trù này sẽ là phạm trù cơ bản nhé. Ngoài hai cái phạm trù cơ bản này ra này thì nó sẽ còn một cái phạm trù cơ bản nữa. Và với những cái bạn mà các bạn đấy mới bắt đầu học cái cuốn sách này, vốn từ của em chưa có nhiều, thì em học cho cô cái chủ đề 1, chủ đề 2 và học cho cô cái chủ đề sau. Nhớ này, chúng ta sẽ phải có định hướng cái nội dung học, không là sẽ không hiệu quả đâu ạ. Với những cái bạn mà vốn từ của bạn chưa ổn theo kiểu mất gốc từ vựng ấy, thì bạn sẽ học cho cô hai cái chủ đề, ba chủ đề trước. Đó là chủ đề 1, chủ đề 2 và chủ đề 12.
Chủ đề 1 là nghĩa của từ, chủ đề 2 là từ loại và chủ đề số 3 là đồng nghĩa trái nghĩa. Ba cái chủ đề này sẽ là ở cái mức 7 cộng này. Thế còn ở cái mức 8 cộng thì bạn sẽ phải quan tâm cho cô đến phần sau. Là quan tâm cho cô cái phần về giới từ. Giới từ chỉ ở mức 8 cộng thôi nhé. Chờ cụm động từ là tiếp theo này. Đúng không ạ? Rồi giới từ, cụm động từ nhợ. Và cái phần, một cái phần nữa đó là phần về cụm từ cố định. Đấy. Chờ với cái phạm trù về 8 cộng, bạn sẽ quan tâm cho cô thêm ba cái phạm trù nữa. Đó chính là giới từ, nhợ, cụm động từ và cụm từ cố định. Còn lại nó sẽ là phạm trù 9 cộng. Được không ạ? Vậy thì như vậy là cô Trang đã chia cái cuốn sách này thành 3 mức rồi. Mức thứ nhất đó là dành cho học sinh mất gốc nhá cô Trang. Sau khi cô Trang chiếu như vậy đúng không ạ? Thì cô Trang sẽ ghi ra đây cho các bạn này. Nhá, đợi cô một xíu, cô Trang định hướng cho bạn. Có rất là nhiều bạn nhắn cho cô bảo là em tìm nhận được cái bộ sách này rồi, bây giờ em học như nào? Chưa, cái cuốn sách này cô chia thành 3 mức độ đó là 7 cộng, 8 cộng và 9 cộng. Không phải là cô Trang tự bịa ra các chuyên đề đâu, mà theo cái kinh nghiệm luyện thi nhiều năm của cô Trang thì cô Trang thấy rằng là cái bài thi về từ vựng của chúng ta, cái phạm trù về từ vựng trong bài thi của mình ấy, nó sẽ rơi vào những cái phạm trù này. Cô Trang khái quát thành những cái phạm trù này và đưa nó vào thành cái hệ thống sách như này để các bạn ôn luyện. Với phạm trù 7 cộng, tức là dành cho các bạn bắt đầu ôn luyện về từ vựng, các bạn quan tâm cho cô đến cái chủ đề 1, chủ đề 2 và chủ đề 12. Chủ đề 1 là chủ đề về nghĩa của từ. Và cô Trang sẽ cố gắng sắp xếp các cái buổi học livestream để hỗ trợ em từng chủ đề một. Chủ đề nhất là chủ đề về nghĩa của từ này. Chủ đề thứ hai là chủ đề về từ loại. Và chủ đề thứ ba là chủ đề về đồng nghĩa, trái nghĩa. Đấy nhá. Rồi, tiếp này. Với các phạm trù 8 cộng thì bạn sẽ quan tâm cho cô đến là phần về giới từ. Nhờ phần về cụm động từ. Và phần về cụm từ cố định. Được không ạ? Đấy nhá. Trước khi mà em bước sang cái mục tiêu 9 cộng thì em học chắc cho cô những phần này đã. Thế còn với những cái phạm trù 9 cộng thì trong này nó rất là nhiều luôn. Đó ạ. Nó sẽ là phần về từ vựng nâng cao này. Chờ phần về từ cùng trường nghĩa này. Chờ phần từ vựng nâng cao lồng trong từ cùng trường nghĩa này. Phần từ sẽ gây nhầm lẫn này. Được không ạ? Rồi tiếp nhá. Còn phần này nữa này. Chờ phần tiếp theo nữa là phần về kết hợp từ này. Chờ phần về thành ngữ này. Đấy là những cái phạm trù 9 cộng. Với những cái bạn nào mà có cái mục tiêu mà ôn thi chuyên, ôn thi học sinh giỏi thì bạn sẽ quan tâm cho cô cái phạm trù một từ ba nghĩa này nữa. Với những bạn nào mà có mục tiêu thi trung học quốc gia thì bạn sẽ quan tâm cho cô cái phần sắp xếp câu tạo thành đoạn văn này. Ok không? Bây giờ nhá, cô Trang đã dành mất 10 phút, 15 phút để hướng dẫn em rồi. Bây giờ thì ở cái buổi cô bảo là tuần này cô Trang hỗ trợ em học cái cuốn sách này và cô Trang cũng sẽ chia thành 3 mức như này. Đó là mức 7 cộng, mức 8 cộng và mức 9 cộng. Nhờ ứng với ba cái buổi học tuần này của mình. Vậy thì ở cái buổi hôm nay cô Trang sẽ hỗ trợ em với phạm trù 7 cộng. Đó là một trong ba cái phạm trù này, nghĩa của từ, từ loại, đồng nghĩa, trái nghĩa. Buổi tối mai vẫn vào lúc 21:30, cô Trang sẽ hỗ trợ em cách học với phạm trù 8 cộng. Và buổi thứ 6 cô Trang sẽ hỗ trợ em với phạm trù 9 cộng, được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần sau này, với cái phạm trù về nghĩa của từ, được không ạ? Đấy nhá. Rồi ở cái phạm trù về nghĩa của từ thì cô Trang đã quay video chữa được từ câu số 1 tới câu số 26 rồi. Bây giờ cô Trang sẽ hỗ trợ em chữa tiếp từ câu số 27 trở đi. Cô Trang sẽ hướng dẫn em một phần với phần nghĩa của từ thôi. Sau đó cô Trang sẽ hướng dẫn em với cái dạng tiếp theo, đó là dạng bài về từ loại. Ok chưa? Rồi, ok. Nhờ Lê Thị Ái Nhi thân mến, những cái phạm trù ở trong cái cuốn sách này thì học sinh nhóm kín của cô Trang sẽ được học trong nhóm. Nhưng mà nhớ cho cô là những cái nội dung ở trong sách với nội dung ở trong nhóm học nó sẽ không trùng lặp nhau. Đấy nhá, nên là học sinh nhóm kín cô Trang vẫn khuyến khích các bạn là lên tham khảo cuốn sách này kết hợp với nội dung trong nhóm. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung bài học của mình nhé. Sẵn sàng không ạ? Ok. Nhờ bây giờ cô Trang sẽ chữa tiếp từ câu số 27 trở đi. Từ câu số 1 đến câu số 26 cô Trang đã quay video chữa rồi và cô Trang đã đăng cái nội dung đó ở trong cái khóa học kèm với cuốn sách này trên môn rồi. Bạn nhớ cô là toàn bộ gần 10.000 câu bài tập trong cái bộ sách này đều có lời giải chi tiết dễ hiểu. Ngoài phần lời giải chi tiết ra thì cô Trang sẽ còn hỗ trợ bạn với phần video chữa. Nhưng mà vì cái cuốn sách này mới ra nên là cô Trang chưa quay video kịp. Chờ cô Trang sẽ kết hợp cả video và livestream để hỗ trợ các bạn học cuốn sách này nhé. Trong cái thời gian mà các bạn đợi cô Trang quay video chữa đủ hoàn thiện thì các bạn có thể
học lời giải chi tiết nhỡ, và có bất cứ câu hỏi, có bất cứ một cái chỗ nào mà các bạn làm bài tập mà đối chiếu đáp án chi tiết mà bạn không hiểu ấy, thì bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp ở dưới cái câu hỏi đó trên môn nhỡ, để đội ngũ các anh chị trợ lý của cô sẽ hỗ trợ giúp các bạn nhớ. Cách học với cái phạm trù đầu tiên đó là phạm trù về nghĩa của từ. Bạn nhớ cho cô là những cái phạm trù trong cuốn sách này của cô trai này thì tùy vào từng phạm trù thì sẽ có bảng từ đi kèm, đa phần là đều có bảng từ đi kèm. Nhưng mà cái phạm trù về nghĩa của từ thì cô trai lại không cho bảng từ đi kèm. Bởi vì sao? Bởi vì đặc thù cái dạng bài tập về nghĩa của từ, tức là bốn phương án là bốn từ vựng với nghĩa khác nhau. Như vậy nếu như mà cho bảng từ thì chắc là phải bê nguyên hết cả cái cuốn từ điển vào. Vì vậy mà riêng cái phạm trù về nghĩa của từ cô trai không cho bảng từ. Thế còn những cái phạm trù khác thì bạn sẽ thấy là có bảng từ bình thường. Đây, ví dụ như phạm trù về từ loại là có bảng từ bình thường, đúng không ạ? Phạm trù về từ vựng nâng cao, từ cùng trường nghĩa, rồi từ dễ gây nhầm lẫn đều có bảng từ hết đấy nhá. Những cái gì mà có thể giới hạn được thì cô trai sẽ đưa bảng từ vào. Thế còn những cái gì mà nó không thể giới hạn được thì cô trai sẽ không đưa vào. Vậy thì với cái chuyên đề 1 là chuyên đề về nghĩa của từ mà không có bảng từ thì chúng ta sẽ học như nào? Chờ, các bạn sẽ học như cô trai hướng dẫn chữa những cái câu sau này. Đó là với dạng câu hỏi về nghĩa của từ, làm thế nào em biết được nó dạng câu hỏi về nghĩa của từ? Em thấy rằng là bốn phương án là bốn từ vựng với nghĩa khác nhau. Với cái dạng câu hỏi về nghĩa của từ như này, cách làm như sau. Em sẽ dùng ngữ cảnh của câu, em sẽ xét ngữ cảnh của câu này trước, sau đó em sẽ xét nghĩa của các phương án và chọn cho cô một cái phương án nó phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Vậy thì làm thế nào để em có thể dịch được câu này? Có rất nhiều bạn bảo với cô rằng là cô ơi, bây giờ bốn từ em chẳng có, thì làm nào em dịch được câu này? Chứ nhớ là học tiếng Anh là phải sử dụng từ điển. Chứ nếu như cái từ này mà em không biết ấy thì em tra từ điển giúp cô. Sau đó em ghép từ và em dịch xuôi, cứ từng từ một dịch cho cô. Sau khi em dịch xong thì em chuốt lại nghĩa của nó. Chuốt lại nghĩa tức là sao? Tức là em điều chỉnh lại nghĩa làm sao cho nó mượt mà phù hợp. Đấy nhá, được chưa? Bạn chị hữu thân mến, từ câu số 1 tới câu số 26, cô cho anh đã chữa rồi và đã đăng ở trên Moon. Khi mà các bạn kích hoạt cái sách này thì bạn sẽ xem được phần lời giải thiết và xem được phần video chữa. Thì câu số 1 đến câu số 26 cô Trang đăng ở trong cái khóa học kèm sách này rồi. Bạn chỉ cần kích hoạt sách là có thể xem được. Được chưa? Rồi, ok. Xong chưa xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Với cái câu số 27, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là anh ý gì? Bạn phải xác định tinh thần cho cô là cái bài trong bài thi của em, cái phạm trù từ vựng nó sẽ phải như thế này trở lên, chứ không thể dễ hơn được. Kể cả bài thi vào 10 của em nó cũng phải tầm như này trở lên chứ không dễ hơn đâu. Đấy nhá, nên là khi mà các bạn gặp cái cuốn, bạn cầm cái cuốn sách lên và bạn thấy rằng nội dung nó khó quá thì chứng tỏ là cái kiến thức về từ vựng của em chưa ổn chút nào cả. Đấy nhá, chứ còn cái nội dung cho cuốn sách của cô trai anh thì nó không phải là khó hết. Đó, nhưng nó cũng không phải dễ hết. Nhờ cô trai anh cho để đạt với mức độ thi của mình mà. Được chưa, được chưa? Rồi bây giờ nhá, chúng ta bắt đầu vào học nhé. Cô trai anh lấy mất 15 phút của các bạn để hướng dẫn cách học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào học này. Đó, chợ, cô trai anh sẽ chữa đến 10 rưỡi. Nếu các bạn còn có thể ngồi được thì cô trai anh sẽ chữa bù cả cái khoảng thời gian mà cô trai anh lấy mất để hướng dẫn các bạn cách học. Xem chưa xong chưa? Nào xem này. Nhờ cô trai anh chữa xong thì cô trai anh sẽ đăng cái phần chữa này ở trên môn cho các bạn theo dõi nhé. Ok ok chưa? Nào, với cái câu bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài này. Từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ tập trung vào bài. Ok không? Nào với cái câu số 27 này, em sẽ chọn được đáp án của câu này là anh ý gì? Các bạn có cần cô trai phải lưng cái ấy lên cho nhìn cho nó gần hơn không ạ? Nhận như này có xa quá không? Nhờ cô trai lưng lên cho nó gần hơn nhé. Không ạ, nhìn như này ổn hơn không? Ok. Rồi, tập trung vào bài cho cô này. Với cái câu số 27, em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì? Cái phạm trù về nghĩa của từ ấy, thì nó sẽ có là cái khó nó sẽ dồn về đằng sau, đoạn đầu vẫn dễ. Cô trai có bảo với em là với phạm trù về nghĩa của từ như này em sẽ xét ngữ cảnh câu này trước. Xét ngữ cảnh tức là sao? Tức là em ghép từ và dịch câu. Chợ ghép từ tức là sao? Bây giờ cứ từng từ một. Từ này em có biết không? Nếu mà em không biết em tra từ cho cô. Đấy nhá. Cô có từ soundtrack. Chợ từ đấy của chúng ta có nghĩa là nhạc lên. Nhớ. Chợ với cái từ soundtrack, từ đấy của chúng ta nghĩa là nhạc. Chợ nhạc lên, vậy thì bạn sẽ thấy rằng là giả dụ cái từ này em không biết, em tra từ. Em tra từ thì em sẽ viết bút chì nghĩa của nó lên trên này này. Để chúng ta sẽ học, mình sẽ khai thác từ vựng từ chính trong những cái câu bài tập này. Em nhớ là những cái câu bài tập trong cái chuyên đề về nghĩa của từ này, cô cho anh cố tình soạn bám sát hết tất cả các chủ đề từ vựng
trong chương trình sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 12. Như vậy em thấy rằng là với cái phạm trù ý nghĩa của từ này, cua chanh ra theo kiểu có chủ định chứ không phải là ra theo kiểu ngẫu nhiên. Nên là nếu như các bạn biết cái cách khai thác từ vựng từ chính trong từ chính những cái từ trong cái câu của mình ấy, thì sau khi em làm xong cái phạm trù ý nghĩa của từ này thì em đã có thể ôn được cái vốn từ kha khá rồi nhá. Rồi cô có với từ great là tuyệt. Vậy cô sẽ dịch là nhạc lên thì rất là tuyệt. Nhưng mà đằng sau này, từ này của em có biết không? Cái này sẽ là thuộc chủ đề về media, truyền thông, đúng không ạ? Thì cô có với từ sau, với từ visual. Cô có từ visual, từ này nghĩa là hình ảnh, đúng không ạ? Cô có từ couldn't là quá khứ của từ can't là không thể. Chứ động từ là cứu được. Cô có từ phim là bộ phim. Vậy thì bây giờ mình có thể dịch đoán như sau. Dịch là nhạc lên thì rất là hay, nhưng mà visual thì không thể cứu vãn được cái bộ phim. Vậy bạn xét ngữ cảnh câu này là không thể cứu vãn được cái bộ phim thì nó sẽ phải như nào? Ý của cô về từ funny là vui vẻ, hài hước, đúng không ạ? Vậy thì anh ý của cô không phải rồi. Nhớ tiếp này. Ý D của chúng ta với từ interesting. Chứ với từ interesting là thú vị. Đấy, cứ từ nào không biết thì tra từ ra. Ví dụ bây giờ cô chữa như này này chẳng hạn, đúng không? Thì cô Trang nói là ý A với từ nghĩa là hài hước. Nếu em cứ biết từ đó em ghi ra cho cô, sau đó em học. Thế còn ý D của cô với từ interesting là thú vị. Vậy nếu nó là thú vị thì cần gì phải cứu, đúng không ạ? Nên là ý D của cô không được. Bây giờ cô sẽ chỉ còn với cái anh ý B hoặc là anh ý C mà thôi. Thì ý B của cô với từ sau, với từ shocking, từ đấy của chúng ta nghĩa là gây sốc. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là cái bộ phim gây sốc thì không phải. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý C. Dạ, với cái anh ý C bạn thấy rằng là vậy, với cái câu này chỉ ở mức độ từ rất là cơ bản thôi, đúng không ạ? Cô có với cái từ sau, với từ dull, từ đấy bằng với từ boring, nghĩa là tẻ nhạt. Ok, vậy thì với câu số 27, cô chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án là anh ý C. Xong câu số 27, chuyển cô sang với câu số 28. Với câu số 28, tiếp tục chúng ta cũng sẽ xét ngữ cảnh của câu này. Bởi vì cái buổi hôm nay của cô Trang là cái buổi đầu tiên hỗ trợ các bạn với phạm trù về nghĩa của từ. Với là trên tinh thần là hướng dẫn các bạn cách học, nên là cô Trang xin phép các bạn là hôm nay cô Trang được chữa chậm và giảm chi tiết. Chúng ta có với từ sau. Với từ children là danh từ số nhiều của từ child là đứa trẻ. Nếu một đứa trẻ thì người ta sẽ dùng từ là với từ child. Thế còn từ hai đứa trẻ trở lên, người ta dùng từ children. Vậy là trẻ con, mình có cái cấu trúc là enjoy cộng với verb in thích làm gì. Là trẻ con thích, watching là xem. Cứ có từ color là màu sắc, bây giờ cô có từ colorful là sặc sỡ. Chợ fun là hài hước, nhỡ phim là bộ phim. Chợ for để mà entertainment, giải trí. Đấy chưa? Vậy bây giờ sau khi em biết nghĩa các từ rồi, em ép từ em dịch xuôi cho cô. Vậy thì với cái câu này cô sẽ phải dịch được như sau này. Dịch là trẻ em thích xem những cái bộ phim gì đó vui nhộn và đầy màu sắc để giải trí. Vậy xem cho cô nhé. Chúng ta có với cái anh ý B. Em thấy rằng là bốn phương án của chúng ta sẽ là về các thể loại phim. Vậy thì bạn thấy được là khi mà em làm cái câu này chúng ta sẽ tổng ôn tập được từ vựng về chủ đề phim. Đó không ạ, đấy nhá. Nhớ cho cô là toàn bộ cái phạm trù về nghĩa của từ này, giờ cô Trang đề cập tới toàn bộ các chủ đề trong chương trình sách giáo khoa mới từ lớp 6 đến lớp 12. Vậy thì coi như em làm xong cái số này thì em sẽ tổng ôn tập được toàn bộ từ vựng cơ bản. Chúng ta có với cái anh ý B. Với từ documentary, nghĩa là phim tài liệu. Chắc chắn là trẻ con không thể thích xem phim tài liệu theo kiểu, mà phim tài liệu cũng không kiểu theo kiểu là fun. Chợ với colorful lại càng không phải là xem phim tài liệu để giải trí được. Nên ý B của cô loại ngay, được chưa? Rồi tiếp này xét cho cô với cái anh ý C của chúng ta. Ý C cô có từ sau. Với từ fantasy, cô có từ với cái từ fantasy nghĩa là phim giả tưởng. Vậy thì ý C của chúng ta càng không phù hợp rồi. Cái nội dung mà cô Trang đang chữa này và các nội dung trong cuốn sách này rất là phù hợp cho học sinh khóa từ vựng đọc hiểu cấp 2-3. Nên là các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để mà học kèm cái cuốn sách này với nội dung trong khóa của mình. Bây giờ cô sẽ chỉ còn với cái anh ý A hoặc là anh ý D thôi. Ý A cô có từ sau. Với từ comedy nghĩa là hài kịch. Chưa, bạn sẽ thấy rằng là hài kịch thì đúng là có fun, đúng không ạ? Nhưng mà lại không có colorful, nghĩa không phải là sặc sỡ. Đây là ý A của cô không phải. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý D. Ý D của cô với từ cartoon là phim hoạt hình. Nếu cô chữa như này thì học sinh cấp 2 có thể theo được, phải không ạ? Rồi, xong câu số 28, chuyển cô sang câu số 29. Với câu số 29, em thấy không ạ? Bốn phương án của cô
cố tình ra theo chủ đề từ vựng đấy ạ, chứ không phải là ra theo kiểu ngẫu nhiên. Nghe nhớ cho cô là cái bộ sách này cô Tranh đã dành 4 năm để soạn, chứ không phải là dành một thời gian ngắn đâu. Nhưng nó là rất nhiều tâm huyết của cô Tranh ở đó. Nếu mà các bạn khai thác được hết toàn bộ nội dung cho cuốn sách này, cô nghĩ rằng từ vựng của các bạn cực cực ổn luôn, và bạn chắc chắn là bạn sẽ chinh phục được các mục tiêu cao. Với cái câu số 29, cô có suy cô ấy đúng không ạ, became trở thành famous. Cô có từ famous là nổi tiếng, tất cả những từ đều là từ cơ bản cả. Rồi cô có từ after, sau khi writing, viết. Rồi tiếp này cô có entertaining. Lúc trước chúng ta có từ entertainment là giải trí, sự giải trí. Vậy cô sẽ có từ entertaining là tính từ có tính chất giải trí. À nhá, tí nữa sang cái chuyên đề về từ loại cô cho anh sẽ giải thích kỹ hơn cho em phần này. Cô có từ sau. Nhờ từ này có thể là từ mới với em, đúng không ạ? Nếu là từ mới thì bạn ghi ra cho cô để học. Cô có từ sau. Với từ verse, từ đấy của cô sẽ bằng với cái từ sau này. Nó bằng với từ poetry. Đã bằng với từ poetry, nghĩa là thơ ca, là thi ca. Đấy nhá. Học nhớ học mở rộng ra. Ở trong cái cuốn sách này của cô Trang, cái phần về tìm từ đồng nghĩa và tìm từ trái nghĩa, cô Trang có cung cấp cho em cái bảng từ đồng nghĩa và bảng từ trái nghĩa. Em chịu khó học cái đó thì sau này cái bài tập về đọc hiểu của em ấy, có cái dạng câu hỏi mà tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa thì em sẽ chinh phục được rất là dễ dàng luôn. Đúng ạ. Rồi tiếp này cô có that, ở đây là đại từ quan hệ thay thế cho từ verse, nhớ thơ ca này. Cô có động từ captivate, nghĩa là thu hút, là hấp dẫn, đúng không ạ? Với từ audience là khán giả. Chứ audience này là khán giả, là người xem trực tiếp một cái chương trình giải trí nào đó. Vì với cái câu này sau khi xét xong như vậy, cô sẽ dịch được như sau. Dịch là cô ấy trở thành cái gì nổi tiếng sau khi viết một những cái, cô có từ sau này, lúc trước cô Tranh vừa bảo với em cái từ này của chúng ta. Với từ verse là vần thơ, câu thơ. Chợ những câu thơ có tính chất giải trí mà nó thu hút làm say lòng khán giả. Vậy bạn sẽ thấy rằng là ở cái ngữ cảnh câu này, bạn chỉ cần cắt cứ cho cô bằng từ verse là câu thơ. Như vậy thì chắc chắn là cô ấy sẽ phải trở thành một nhà thơ sau khi viết những cái câu thơ mang tính chất giải trí, làm say lòng khán giả. Nhớ, vậy thì với ngữ cảnh như vậy, bây giờ chúng ta sẽ xét này. Chúng ta có với anh ý A. Cô có từ actor, từ đấy của chúng ta là diễn viên. Cái này là diễn viên nam nhé. Thế còn nếu mà diễn viên nữ thì chúng ta sẽ có một cái từ sau. Cô có từ actress, ok, với từ actress là diễn viên nữ, được không ạ? Nhìn được chữ của cô không? Hôm nay cô thấy có một bạn ấy, bạn bảo là chữ cô xấu quá, nhìn không ra. Rồi, đây, cô biết rõ là cho em là actress. Được chưa? Nhìn rõ hơn chưa? Đấy của chúng ta là nữ diễn viên. Rồi, ý B cô với từ director, nghĩa là đạo diễn. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là diễn viên với đạo diễn ở đây không được rồi. Cho ý C cô với động từ produce, nếu cô có từ producer nghĩa là nhà sản xuất, vậy thì cũng không phải. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án sẽ phải là anh ý D. Cho ý D từ này của mình với nghĩa là gì thì cô có. Với từ poet là nhà thơ, để nhớ. Vậy thì với câu này, cô sẽ chọn được đáp án của chúng ta sẽ phải là anh ý D. Xong câu số 29, chuyện cô sang với câu số 30. Với cái câu số 30, bạn nào là học sinh khóa từ vựng đọc hiểu cấp 2 của cô Trang, thì em thấy rằng là những cái từ vựng này ở trong khóa của chúng ta đã học rồi. Và nó chính là những cái từ vựng mà cô Trang lấy từ trong chính chương trình sách giáo khoa của em ra. Nào với câu số 30 cũng như vậy, ghép từ vào dịch cho cô và em sẽ học từ từ chính những cái từ vựng mà có trong câu, có trong các phương án này. Cô có như sau. Với từ communication là giao tiếp, nó là danh từ. Động từ của nó cũng sẽ có từ communicate. Đúng ạ. Để nhớ, cô có từ communication là giao tiếp. In the future, chúng ta có cả cụm từ in the future, trong tương lai. Nhờ giao tiếp trong tương lai, mình có cái cấu trúc là will cộng với vào quyền dạng sẽ làm gì. Buổi hôm nay của cô là buổi cơ bản nên cô cho anh xin phép các bạn là cô cho anh giảng chậm và giảng chi tiết như này. Buổi mai sẽ là buổi 8 cộng, nó sẽ khó hơn. Rồi cô có như sau này. Cô có động từ involve. Mình có cái cấu trúc là involve cộng với verb in có liên quan tới cái việc làm gì. Chợ ở đây cô lại có từ add. Mình lại có cái cấu trúc là add something. Chợ to something, nhờ chèn thêm cái gì vào cái gì. Chợ chúng ta lại có cái cấu trúc là add something, to do something. Chợ thêm cái gì vào đó để làm gì. Em thấy là đằng sau có to express để mà diễn đạt cái feeling cảm xúc và reaction phản ứng. Vậy thì với cái câu này của chúng ta, câu 30 bạn sẽ chọn được đáp án câu này là anh ý gì đấy ạ? Nào với cái câu số 30, bạn nào có thể chọn được đáp án câu này gì ạ? Cái câu số 30 của cô là của chương trình cấp 2 đấy ạ. Nên là chắc chắn các anh chị cấp 3 phải làm được. Thì câu dịch là
giao tiếp trong tương lai sẽ bao gồm có, đúng không? Sẽ có liên quan đến cái việc là thêm những cái gì đó vào để mà thể hiện cảm xúc. Ok, vậy thì chắc chắn là sẽ không phải là thêm words, không phải là thêm từ rồi, đúng không ạ? Thế này cô có ý C với từ letter là lá thư. Ngoài nghĩa là lá thư ra nghĩa là chữ cái, vậy thì không phải rồi. Để mà bày tỏ cảm xúc thì chắc chắn không phải thêm từ với chữ cái được. Chợ ý D của chúng ta cô có là từ think, là động từ. Chợ và chuyển sang quá khứ là từ talk. Nhờ ngoài là quá khứ của think thì cái từ talk này của chúng ta nó còn là danh từ, nghĩa là suy nghĩ. Ở trong cái cảnh câu này với cái cấu trúc là something thì nó sẽ đóng vai trò là danh từ và cô sẽ dịch là suy nghĩ, không phải thêm suy nghĩ vào được, đúng không ạ? Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án sẽ phải là anh ý A. Ý A với từ sau, với từ emoji. Cô có từ emoji nghĩa là biểu tượng cảm xúc. Vậy dịch là giao tiếp trong tương lai sẽ có bao gồm cái việc là thêm những cái biểu tượng cảm xúc vào để mà bày tỏ suy nghĩ và phản ứng. Vậy thì với câu số 30, cô chọn được câu đấy của chúng ta, đáp án là anh ý A. Xong câu số 30, chuyển cô sang với cái câu số 31 nhé. Chợ với cái câu số 31, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ là anh ý gì? Nào, với cái câu số 31, bao giờ bạn thấy phần này chán thì bảo cô quay tranh sẽ chuyển cho em sang phần khác em nhé. Đúng không ạ? Nào xem cho cô này. Với cái câu số 31 của chúng ta, xem này, vẫn tiếp tục nhớ, thuộc cái chủ đề về entertainment, chủ đề về mass media. Cô có cái cấu trúc là instead of. Mình có cái cấu trúc, cô viết xuống đây cho em này, nhớ là khi mà em làm những cái câu này, em cũng sẽ làm như cô trai hướng dẫn này. Tức là sao? Tức là em sẽ phân tích từ vựng cấu trúc trong câu ra, để em sẽ học được từ chính trong cái nội dung câu hỏi của mình. Chúng ta có cái cấu trúc là instead of cộng với verb in. Chợ ngoài nó cộng với verb in ra, nó có thể cộng với danh từ nữa, nghĩa là thay vì làm gì, thay vì điều gì. Nhớ, vậy thì với cái câu này của chúng ta, ghép từ tiếp dịch cho cô thì cô có từ sau. Với từ type, nghĩa là đánh máy. Nó dịch là thay vì đánh máy, people. Cơ có từ people là mọi người, đúng không ạ? Nó là danh từ số nhiều của từ person. Chợ chúng ta có động từ were cộng với vâng nguyên dạng sẽ làm gì. Tiếp tục này, cô tranh mở rộng tiếp cấu trúc ra cho em có như sau. Với từ opt, chúng ta có cái cấu trúc là opt for something hoặc đối với something chọn làm gì. Vậy dịch là thay vì phải đánh máy, đúng không? Thay vì phải gõ ra, thì mọi người sẽ chọn gửi cái tin nhắn gì đó. Chợ để mà convenience, cô có từ convenience nghĩa là tiện lợi, đúng không? Với từ convenience, vậy thì bất tiện nó sẽ là inconvenience. Vậy thì với cái câu số 31, cô sẽ dịch được câu này của chúng ta như sau. Dịch là thay vì là phải gõ ra, thì mọi người sẽ chọn gửi cái tin nhắn gì đó để cho nó tiện, cái này dễ này, được không ạ? Thì cô sẽ có ý A của cô với từ group là nhóm, không phải. Cho ý B của cô với từ text, cô có từ text kết với từ message, nghĩa là tin nhắn văn bản, không phải. Văn bản thì vẫn phải là gõ, đúng không ạ? Rồi cô có từ team là đội, không phải. Vậy thì với câu 31, cô chọn được ý C. Ý C cô có từ voice là giọng nói kết với từ message, với cái từ message. Vậy dịch là tin nhắn thoại, để nhá, nhớ cho cô này. Cái cụm này của chúng ta ở trong cái chủ đề về mass media chúng ta có học rồi. Có bé nào là học sinh cấp 2 đang học chương trình này của cô không ạ? Nhớ, có bé nào là học sinh khóa từ vựng học hiểu cấp 2 đang học chương trình này của cô không ạ? Nhớ, những cái câu kiểu như này, những cái phạm trù kiến thức này và những từ vựng này trong khóa của mình học rồi, đúng không ạ? Cô có voice message, nghĩa là tin nhắn thoại. Vì với câu số 31, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Cô thấy các bạn ấy phản hồi là KM. Các bạn khác có thấy KM không ạ? Nhờ các bạn thân mến, các bạn khác có thấy KM không ạ? Đợi cô xíu để cô cho anh thử chỉnh để xem này xem nào. Ok, các bạn có thấy KM không ạ? Đấy nhá. Được không ạ? Rồi, có thể là do cô cho anh di chuyển tay nó bị như vậy. Xong câu số 31 chuyển cô sang câu số 32. Với câu 32, nhờ KM cô ấy à? Sao cô cho anh xem ở trên một thiết bị khác cô vẫn thấy ổn mà. Yeah. Các bạn xem giúp cô chứ cô thấy ở bên trên thì bên thiết bị của cô vẫn ổn không mờ đâu ạ. Rồi, cô giảng tiếp này. Với cái câu số 32, bạn lại gặp lại cái từ communication là giao tiếp, đúng không ạ? Gặp lại cái cụm từ in the future. Bạn nhớ là có rất là nhiều bạn học từ vựng theo cái kiểu là chép cái từ đó ra khoảng 20-50 tờ lần để nhớ. Chờ cô trai thì thường là cô trai không khuyến khích học sinh của mình học theo cách đó. Bởi vì học theo cái cách đó bạn có thể nhớ được, nhưng mà ngày mai ngày kia không động tới thì bạn sẽ quên.
Chờ, cô cho anh thường khuyến khích học sinh nhóm kín của mình học theo kiểu như sau. Đó là khi mà em làm bài, bất kể là bài đó có cần em phải dịch hay không, thì em cố gắng hiểu xem cái câu đó nói gì. Mà để hiểu được cái câu đó nói gì thì em phải biết các từ trong câu, em ghép từ, em dịch câu. Như vậy nếu học theo cách đó thì em sẽ rèn được cả cái kỹ năng dịch của mình nữa. Chờ, và trong cái quá trình mà em làm bài tập nhiều, động đi động lại nhiều thì em sẽ nhớ. Đây này, ví dụ như với cái câu số 32 này, em thấy là với cái cụm từ in the future, cụm từ đấy chúng ta gặp lại lần 2 này. Gặp lại lần 2 có thể chưa nhớ, lần 3, lần 4 em sẽ nhớ. Đúng không ạ? Nhưng với cách này thì áp dụng là các bạn phải làm nhiều bài tập nhá. Cứ có từ communication là giao tiếp. Giao tiếp trong tương lai sẽ cứ có từ heavy, nhựa heavily nghĩa là nặng nề, đúng không ạ? Cứ có cụm động từ rely on. Cái này cô sẽ bằng với cái cụm từ depend on, nghĩa là phụ thuộc vào nhá. Cứ có từ social là thuộc về xã hội. Chứ là for để mà staying connected. Cứ có staying connected nghĩa là kết nối. Vậy thì với cái câu số 32 của chúng ta, xem cho cô xem này. Với câu số 32, em sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ phải là anh ý gì. Nhớ xét cho cô các phương án để chọn. Nào xem cho cô xem với cái anh ý A có được không. Ý A cô có từ sau. Với từ television nghĩa là TV. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng từ television sẽ không thể ghép với từ social được. Nên ý A của cô không được. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C với từ project là dự án thì không phải rồi. Chờ, ý đây là câu với từ channel nghĩa là kênh thì không phải rồi. Vậy thì với câu này cô có từ social sẽ ghép với từ network nghĩa là gì? Nghĩa là mạng xã hội. Vậy thì với câu 32 cô chọn được câu đấy là anh ý B. Số 3 chuyển cô sang với câu số 3. 33 nào. Câu số 33 là cái câu thuộc chương trình sách giáo khoa cấp 2. Học sinh khóa từ vựng đọc hiểu cấp 2 đã học qua các từ vựng này rồi. Đấy nhá. Nhưng mà cái câu này nếu giả dụ mà không biết nhá, không học qua từ vựng này thì vẫn khó bình thường. Học sinh cấp 3 vẫn thì khó bình thường, đúng không ạ? Nào, có bạn nào là học sinh cấp 2 nhá, tự tin giới thiệu là em đến từ khóa đọc hiểu cấp 2 của cô trai. Em cam đoan câu này, đúng không ạ? Em tự tin làm đúng câu này không ạ? Được chưa? Nào, với cái câu số 33, học sinh cấp 3 của cô trai anh thử xem nào. Anh chị nào là học sinh khóa từ vựng đọc hiểu cấp 3 làm cho cô này xem nào. Thực ra thì cô cho anh thấy rằng là tiếng Anh ấy, thì nó sẽ không chia theo lớp đâu. Vấn đề là em có biết hay không biết thôi, đúng không ạ? Nếu mà biết thì là dễ, mà không biết thì là khó. Đấy nhá. Cô có như sau này, cô có động từ là nhờ cộng với vâng nguyên dạng sẽ làm gì. Rồi tiếp này xem cho cô này, với cái động từ này của chúng ta, nhờ nó sẽ có nghĩa là gì? Thì cô có với từ sau. Gốc từ của nó là từ revolution. Với cái từ revolution nghĩa là cuộc cách mạng. Được chưa? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng nó thêm đuôi EZ. Chờ, với danh từ thêm đuôi EZ là tạo thành động từ. Vậy thì cô sẽ có với cái động từ này. Nhờ revolutionize. Nhờ cô có từ revolution. Nhờ revolutionize. Thì nó nghĩa là cách mạng hóa. Em lại gặp lại cái từ này từ đầu giờ nữa. Chúng ta gặp mấy lần rồi chắc là bạn sẽ thuộc được. Đúng không ạ? Cô có từ communication. Với cái từ là communication là giao tiếp. Vậy thì cái gì đó sẽ cách mạng hóa giao tiếp? Bằng cách nhờ sau by cộng với bằng cách làm gì? Chờ allowing cho phép. Chờ, direct mind to mind interaction. Cứ có từ interaction nghĩa là tương tác, đúng không ạ? Danh từ thì còn động từ của nó là từ interact. Và chúng ta có cái cấu trúc là interact with something, tương tác với ai, tương tác với cái gì. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là dịch nghĩa câu này, cái gì đó sẽ cách mạng hóa giao tiếp bằng cách cho phép tương tác trực tiếp qua tâm trí. Đấy. Direct, nhớ cô có từ direct là trực tiếp, mind to mind qua tâm trí. Cho interaction là tương tác. Vậy thì với cái câu số 33 của chúng ta, xem cho cô này. Xét cho cô từ cái anh ý D xét về. Nhớ là từ nào không biết đánh dấu vào để mình có kế hoạch học nhé. Ý D cô có từ sau. Với từ biography. Nhờ với cái từ là biography nghĩa là tiểu sử, là lý lịch. Vậy nó chả liên quan gì đến đây cả. Chờ, vậy thì cô sẽ bỏ cái anh ý D. Đấy, dạ câu hỏi về nghĩa của từ tức là như vậy đấy ạ. Tức là bốn phương án là bốn từ vựng với nghĩa khác nhau. Vậy em sẽ phải chọn cho cô một cái từ mà nó phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Chỉ như vậy thôi. Đấy nhá. Nhưng nhớ cho cô là cái dạng câu hỏi về nghĩa của từ nó chỉ là một trong tổng số 14 dạng câu hỏi về từ vựng trong bài thi của em thôi. Nhớ cô có như sau. Ý B của cô với từ sau. Với từ telegraphy. Nhờ với cái từ là telegraphy nghĩa là điện báo. Vậy thì điện báo thì nó cũng sẽ không phù hợp trong ngữ cảnh của câu này được. Vậy thì cô sẽ bỏ anh ý C. Bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý A hoặc là anh ý B mà thôi. Cô thấy các bạn chọn đa số là anh ý B. Chờ, với cái anh ý A cô có từ holography. Chờ, với từ holography nghĩa là hình ảnh ba chiều. Vậy hình ảnh ba chiều nó cũng sẽ không thể cách mạng hóa giao tiếp được. Như vậy bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý B. Ý B của cô với từ sau.
với từ telepathy. Telepathy của chúng ta có nghĩa là thần giao cách cảm. Vậy thì với cửa dịch là thần giao cách cảm sẽ cách mạng hóa giao tiếp bằng cách cho phép tương tác trực tiếp qua tâm trí. Xong câu số 33 chuyển cô sang câu số 34. Nào, với cái câu số 34 lại gặp tiếp cụm từ in the future, trong tương lai. Cho chúng ta sẽ không cần phải. Cô có cái cấu trúc là need to do something, cần phải làm gì. Cho ai đó cần phải làm gì với nghĩa chủ động. Thế còn nếu mà cái gì cần thiết được làm, tiện thể đây cô cho anh mở rộng cấu trúc ra cho em nhé. Thì cô có cấu trúc sau. Chúng ta sẽ có cấu trúc là something nhờ cộng với need. Đằng sau sẽ cộng với to be verb phân từ 2. Chờ hoặc nó sẽ cộng với verb nghĩa là cái gì cần thiết được làm. Được chưa? Rồi tiếp này chúng ta có với cái từ sau. Chờ cô like mỗi ngày 30 phút không ạ? Chờ chỉ thích mỗi ngày học 30 phút thôi, không thích học 1 tiếng à? Nhớ, cũng được, sao cô trai chỉ like 30 phút thôi. Cô có từ there. Chờ với cái từ there của chúng ta, động từ nó nghĩa là quay số. Đúng không ạ? Vậy thì với cái câu này cô sẽ dịch được như sau. Dịch là trong tương lai. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ không cần phải bấm số, không cần phải quay số. Thì có từ voice là giọng nói, và với từ command là mệnh lệnh. Chờ dịch là lệnh thoại. Chờ sẽ connect, kết nối chúng ta. Thì cô có ya với từ ring là cái nhẫn, cái vòng. Nhờ vậy ya của cô không phải. Rồi tiếp này cô có ib với từ mail là thư điện tử, không phải rồi, đúng không ạ? Ý đây cô với từ machine là máy móc thì không phải rồi. Thì cô sẽ chọn đáp án là ý C, câu này dễ nhá. Rồi thực ra thì nếu mà livestream 30 phút thì nó được ít lắm em ạ. Ở chợ bởi vì là mất cái khoảng 5 phút đầu giờ chào hỏi rồi công tác vào bài rồi nhớ. Với lại nếu mà 30 phút thì chữa ngữ pháp thì được, chứ chữa đọc hiểu 30 phút, à chữa từ vựng đọc hiểu, à chữa từ vựng thì 30 phút cảm giác chả bỏ bèn gì, khoảng được khoảng 5-6-7 câu thôi nhớ. Rồi xong câu số 34 chuyển cô sang với câu số 35. Chuyển 35 lại gặp lại từ future, tương lai, đúng không ạ? Communication lại gặp tiếp từ communication là giao tiếp. Cứ có từ thường là công cụ. Vậy là cái công cụ giao tiếp tương lai, nhớ cho cô là cái cụm danh từ, thì bao giờ chúng ta sẽ dịch từ cuối dịch lên nhớ. Thế dịch là các công cụ giao tiếp của tương lai, ensure. Cứ có cái cấu trúc là ensure somebody, đảm bảo cho ai đó. Cứ có cái cấu trúc là ensure somebody that, đảm bảo cho ai đó rằng. Vậy là những cái công cụ giao tiếp tương lai có thể đảm bảo cho bạn có thể live, chợ rời khỏi cái gì đó, without. Chúng ta có từ without là mà không. Mở rộng cấu trúc ra cho em này. Cô có cái cấu trúc là without cộng với danh từ hoặc là verb. Mà không có cái gì, mà không làm gì. Chứ cô có từ delay là trì hoãn. Ở đây nó đóng vai trò là danh từ. Từ này vừa là danh từ vừa động từ. Nếu là động từ thì cô cho anh mở rộng cấu trúc ra cho em này. Cô có cái cấu trúc là delay cộng với verb. Nhờ trì hoãn làm gì. Vậy thì với cái câu số 35 sau khi cô cho anh phân tích xong từ vựng cấu trúc, thì cô cho anh sẽ dịch cho em câu này như sau. Các công cụ giao tiếp trong tương lai đảm bảo rằng là bạn có thể làm sao mà không có cái sự chỉ chậm trễ nào cả. Cho vậy cô sẽ thấy như sau. Căn cứ bằng động từ live, giờ chúng ta có ý đây với từ paper là giấy, không phải. Ý đây với từ letter là lá thư. Nếu lá thư nó sẽ đi với động từ là write, là viết, chứ không phải dùng với động từ là live. Vậy thì ý C của cô không được. Cho cô có từ call là gọi. Nếu gọi nó sẽ dùng với động từ là make. Nhờ make a call, gọi điện thoại, chứ không dùng với động từ này. Như vậy thì với câu số 35 bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý A. Ý A cô có từ sau. Với từ message là tin nhắn thì cô sẽ có là leave a message, là để lại tin nhắn. Vậy thì với câu 35 cô chọn được câu đấy là anh ý A em nhé. Dịch là các công cụ tụ cụ, dịch là các công cụ giao tiếp trong tương lai đảm bảo rằng bạn có thể để lại tin nhắn, đúng không ạ? Mà để lại lời nhắn mà không có bất cứ một cái sự trì hoãn nào. Xong câu số 35 chuyển cô sang câu số 36. Chợ với cái câu số 36 tiếp tục này. Cô lại có cái cụm từ in the future, trong tương lai nhớ. Nhờ cô có từ technology là công nghệ. Công nghệ trong tương lai sẽ bridge. Cô có cái từ bridge. Từ này của cô nếu danh từ nó là cây cầu. Ở trong ngữ cảnh cô ấy đứng sau động từ were. Vậy nó sẽ là động từ. Vậy cô có như sau. Với từ bridge. Danh từ là cây cầu. Động từ nó sẽ là cầu nối. Đúng không ạ? Rồi cô có từ language là ngôn ngữ. Nhờ, rồi tiếp này. Đằng sau người ta dùng giúp gọi mình để quan hệ này. Cô có cái từ enable. Nghĩa là tạo điều kiện cho, giúp cho. Lại gặp lại từ communication là giao tiếp, đúng không ạ? Smooth là trôi chảy mượt mà. Globally là toàn cầu. Vậy dịch câu này như sau, dịch là công nghệ trong tương lai sẽ, đúng không ạ? Sẽ thu hẹp cái gì đó về ngôn ngữ. Đúng không ạ? Rồi, sau đó cho phép giao tiếp dễ dàng trên toàn cầu. Thì cô có IA với từ use. Ở đây cô có từ language là ngôn ngữ, là danh từ. Do có quy tắc là danh từ cộng với danh từ để tạo thành cụm danh từ. Vậy chắc chắn ở đây cô sẽ phải xét cái từ này là danh từ. Từ này có thể là động từ nếu động từ nó nghĩa là sử dụng.
Thế còn danh từ đó nghĩa là cách dụng là nghĩa là cách sử dụng là công dụng. Thế không thể là thu hẹp cái công dụng ngôn ngữ được nên ý A của cô sai. Rồi tiếp này cô sẽ có với cái anh ý C của chúng ta từ nãy quá rõ rồi đúng không ạ? Ý C cô có từ sau. Với từ skill là kỹ năng, vậy ý C của cô không phải rồi. Chờ tiếp này với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Ý B cô có với từ sau. Với từ development nghĩa là phát triển. Vậy thì không phải là phát triển ngôn ngữ ở đây. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được câu số 36 của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý D. Nhớ cho cô là cái cuốn này là cuốn tổng ôn nên là trong cái quá trình em làm bài tập cứ từ nào em không biết em viết ra cho cô để học nhé. Thì cô có như sau. Với từ barrier là rào cản, là trở ngại. Vậy thì với câu hỏi dịch là công nghệ trong tương lai sẽ trở sẽ thu hẹp, sẽ xóa bỏ cái rào cản về ngôn ngữ, cho phép giao tiếp toàn cầu một cách dễ dàng. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án của chúng ta là anh ý D. Sau câu số 36 chuyện cô sang với câu số 37. Cô cho anh chữa hết trang này và sẽ chuyển sang phần về từ loại nhé. Với cái câu số 37, em lại gặp lại cụm từ in the future, trong tương lai, đúng không ạ? Cái tin nhắn gì đó sẽ cho phép, đúng không ạ? Trong những cái communication, trong cái giao tiếp, theo kiểu urgent. Cô có từ urgent là khẩn cấp, như immediate là ngay lập tức. Vậy thì với câu này cô có từ strong là khỏe, từ với cái từ instant nghĩa là ngay lập tức. Cô có từ fast là nhanh và từ warning nghĩa là cảnh báo. Vậy thì với cái câu số 37 của chúng ta, nghĩa xét cho cô xem này. Thì ở trong tương lai bây giờ bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ message. Thì bạn sẽ ghép được với cái từ gì trong bốn từ bên dưới này. Thì cô sẽ có như sau. Cô có từ instant ghép với từ message, nghĩa là tin nhắn tức thì. Đấy nhá. Nhờ vậy thì với câu 37 cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Nhờ dịch là trong tương lai, tin nhắn tức thì sẽ giúp bạn có thể giao tiếp khẩn cấp và ngay lập tức. Được chưa, được chưa? Có thể là cô cho anh live stream và cô cho anh di chuyển tay nên nó bị mờ. Ổn chưa? Ok bạn thân mến, ổn chưa? Bạn thấy ổn chưa nào, để cô cho anh giảm tiếp nào. Ok ok chưa? Ổn chưa, ổn chưa em nhỉ? Rồi cô cho anh giảm tiếp nhé. Chắc là do khi mà cô cho anh di chuyển tay ấy, thì cam nó focus vào tay của cô, vào chuyển động tay của cô nên nó bị như vậy. Với cái câu số 38 tương tự như vậy, chúng ta sẽ xét cho cô này. Xét cho cô các từ trong câu rồi ghép từ vào dịch nhé. Vậy thì bạn nhớ cho cô sao này. Cái bộ sách này là bộ sách mà có lời giải chi tiết. Nên là ở cái chương trình live stream hoặc là cái phần video chữa ấy, thì cô cho anh sẽ chú trọng cái việc mà khai thác từ vựng cấu trúc cho em, mở rộng từ vựng cấu trúc trong câu cho em, để em có thể học được nhiều từ chính trong nội dung trong đề. Chứ còn thực ra mục tiêu của cô ở đây không phải là để chỉ cho em đáp án câu này là ý gì. Bởi vì nếu chỉ cần biết là đáp án câu này là ý gì thì em có thể xem video, em có thể xem lời giải chi tiết chứ không cần phải xem video chữa như này, được không ạ? Rồi cô có với từ sau. Với từ teenagers nghĩa là thanh thiếu niên. Mình có cái cấu trúc là can cộng với nguyên dạng có thể làm gì. Cô có động từ share là chia sẻ. Cô có từ experience, từ đây của cô nếu là danh từ không đếm được thì nó mang nghĩa là kinh nghiệm. Thế còn nếu là danh từ đếm được nó mang nghĩa là trải nghiệm, nhớ nhé. Nó sẽ có nghĩa là kinh nghiệm này và trải nghiệm, được không ạ? Rồi cô có từ share là chia sẻ, mở rộng cấu trúc ra cho em. Cô có cái cấu trúc là share, nhờ something with somebody, chia sẻ cái gì với ai, dùng chung cái gì với ai. Rồi cô có từ seek là tìm kiếm, advice, lời khuyên. Chúng ta có cái cấu trúc advice on something, nhờ lời khuyên về cái gì. Trở về với cái câu số 38 của chúng ta, từ cái câu 38 nó sẽ chuyển sang chủ đề khác rồi. Đấy nhá. Bởi vì cái phần này cô cho anh hệ thống toàn bộ phần từ vựng trong sách giáo khoa của em, em sẽ thấy rằng là sẽ có một số câu nó sẽ theo một chủ đề nhất định và hết cái phần chủ đề đó nó sẽ sang chủ đề khác. Và toàn bộ cái phần nghĩa của từ nó sẽ đi qua hết tất cả chủ đề của sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 12. Với cái câu số 38 dịch là thanh thiếu niên có thể chia sẻ những cái trải nghiệm và tìm lời khuyên trên cái gì của chúng tôi. Cứ có ya với từ office là văn phòng không phải, đúng không ạ? Ý C với từ club là câu lạc bộ. Cho ý D của cô nghĩa là dòng. Vậy thì với câu số 38, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta. Đáp án sẽ phải là anh ý B bằng phương pháp loại trừ. Ý B cô có từ sau. Vậy từ forum là diễn đàn. Nhờ thanh thiếu niên có thể chia sẻ những cái trải nghiệm và tìm kiếm lời khuyên trên diễn đàn của chúng tôi. Vậy thì với câu số 38, cô chọn được câu đấy là anh ý B. Số 38 chuyển cô sang câu số 39. Câu 39 chúng ta sẽ có cái cụm từ cope with, nghĩa là đối phó với, đương đầu với, được không ạ? Nhớ vậy là mình sẽ mở rộng được cả cụm đầu từ ra này. Cô có từ sau. Với từ parental, từ này của cô là tính từ của từ parent,
Đúng rồi, chắc chắn là bạn nào cũng sẽ biết cái từ parents là cha mẹ. Nhưng mà cô có từ parental là thuộc về cha mẹ, nghĩa là tính từ. Rồi bây dịch là đối phó với cái gì của cha mẹ. Wow. Trong khi chợ being là lại gặp lại từ teenager, là thanh thiếu niên, đúng không ạ? Có thể là một challenge, là một thách thức. Vậy thì với cái câu số 39, bây giờ xem cho cô này. Chợ cái việc gì đó nhợ của cha mẹ, chợ trong khi còn là thanh niên có thể là một thách thức. Chợ chúng ta sẽ có với cái câu này xét cho cô xem này. Chợ chúng ta có ear với từ dream là giấc mơ, chưa? Ear với từ interest nghĩa là hứng thú, là sự quan tâm. Với từ interest, từ này cô nếu là danh từ nghĩa là sự hứng thú, nghĩa là sự quan tâm. Thế còn động từ nó nghĩa là gây hứng thú. Yeah. Rồi, thế này cô sẽ có ý C của chúng ta với từ expectation nghĩa là sự kỳ vọng. Vậy thế cô với từ prospect nghĩa là triển vọng. Vậy chắc chắn là với cái ngữ cảnh câu này thì bạn sẽ thấy là với nghĩa là triển vọng với lại hứng thú là không phải rồi. Bây giờ cô băn khoăn đáp án là ý A hoặc là anh ý C mà thôi. Thì với cái câu này bạn sẽ thấy như rồi. Cái gì của cha mẹ, đúng không ạ? Trong khi còn là một thiếu niên có thể sẽ rất là thách thức. Vậy thì với câu này chúng ta có cái cụm từ cope with, nghĩa là đối phó với, đương đầu với. Trong cái cảnh câu này mà dịch là đối phó, đương đầu nghe nó không ổn. Dịch là đáp ứng được. Chứ cái việc đáp ứng được với kỳ vọng của cha mẹ. Thực ra là ở đây sẽ phải cha mẹ đấy không phải là giấc mơ của cha mẹ được. Nếu mà giấc mơ nó sẽ phải là thực hiện giấc mơ hoặc là thực hóa giấc mơ cơ. Đấy được là ở đây sẽ phải dùng là cái việc đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ. Vậy thì với câu 39, cô chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Xong câu số 39 chuyển cô sang với câu số 40. Với cái câu số 40, chúng ta sẽ có, cô mở rộng cấu trúc ra cho em này. Cô có cái cấu trúc là love, to do something. Nhờ ngoài đi với to verb ra, nó có thể đi với verb anh nữa. Nghĩa là thích làm gì. Chợ động từ like cũng có thể đi với to verb của anh. Nó sẽ bằng với cái anh là enjoy cộng với verb anh, thích làm gì. Vậy thì với cái câu số 40 của chúng ta như này, giờ em sẽ dịch được như nào đây ạ? Nào, với cái câu số 40 tiếp cho cô xem này. Chợ cô ấy thích làm sao? Nào, từ vựng thuộc chủ đề về về internet này, cô có. Động từ này có nghĩa là gì? Từ này em biết đúng ạ, với cái động từ. Với động từ upload nghĩa là đăng tải đấy nhá. Chợ cô ấy thích đăng tải cái gì đó about về những cái cuốn sách yêu thích của cô ấy lên Instagram. Vậy thì với cái câu này của cô sẽ không thể đăng tải website được. Cô có từ website là trang web, đúng không ạ? Vậy thì ý của cô không phải. Rồi cô có ý B với từ post là bài đăng. Ý C của cô với từ account. Nhờ với từ account là tài khoản. Nhờ ngoài với nghĩa là tài khoản ra, nó còn nghĩa là cái bản tường trình. Nhờ. Rồi cô có ý D với từ password là mật khẩu. Vậy thì chắc chắn là những cái từ vựng này, đúng không ạ? Sẽ là cái bổ trợ cho từ vựng theo cái chủ đề về internet của em. Vậy thì với câu gì là cô ta thích đăng tải bài viết về cuốn sách yêu thích của mình trên Instagram. Vậy thì với câu số 40, cô chọn được câu đấy là anh ý B. Nhớ phần này của chúng ta dễ không khó. Nhờ cái phần khó nó sẽ dồn về đằng sau này. Ở trong cái này nó có sẽ là 200 câu nhỉ? 200 câu đúng không ạ? Thì nó sẽ từ cái câu 101 trở đi nó sẽ khó. Rồi với cái câu số 41 của chúng ta, nốt câu này chúng ta sẽ chuyển sang phần từ loại nhé. Với cái câu số 41 cô có John, ngợ like. Với cái từ like, từ đấy của cô lưu ý cho cô này. Với cái anh là like, nếu là động từ nó mang nghĩa là thích. Chợ thích còn nếu là giới từ thì nó mang nghĩa là giống, nhớ nhé. Chợ từ loại của nó khác, nghĩa của nó khác đấy ạ. Nếu động từ nó mang nghĩa là thích, thế còn nếu giới từ nó mang nghĩa là giống, đúng không ạ? Vậy bạn sẽ xem cho cô như sau. Ở trong này đằng sau có từ many, teenager, nghĩa là thanh thiếu niên. Vậy ở John giống như rất nhiều thanh thiếu niên khác. Vậy đây cô sẽ tính nó là giới từ. Nhợ luôn làm sao, cứ có từ notification. Chờ từ này của chúng ta em thấy rằng là nếu như bạn nào mà để cái ngôn ngữ trong điện thoại của em mà bằng tiếng Anh thì bạn sẽ gặp từ này rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Đấy nhá. Vậy bạn sẽ thấy được là với gốc từ là từ notify thì bạn sẽ xem là từ này của chúng ta có nghĩa là gì, những từ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mình luôn này, đúng không ạ? Cô có từ notification nghĩa là thông báo. Chờ gặp lại cụm từ social media nghĩa là mạng xã hội. Chờ for like or comments. Vậy thì với cái câu này của chúng ta dịch là John giống như rất là nhiều thanh thiếu niên khác luôn làm sao cái thông báo trên mạng xã hội để xem cái số để đếm like, đúng không ạ? Đếm bình luận. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái anh ý A, từ này em từng gặp một lần rồi. Chợ từ em gặp đến phải lần thứ hai, lần thứ ba mới nhớ được. Thực ra nếu bạn nào mà mới học từ vựng, bạn thấy rằng là mình học xong rồi ngày mai mình quên ý, cảm thấy rất là chán. Cô nghĩ rằng cái việc học từ vựng rồi quên nó là việc hết sức bình thường luôn. Đấy nhá. Nhưng mà bạn nhớ cho cô như sau này. Chúng ta học chấp nhận là sẽ quên, nhưng mà động đi động lại nhiều thì mình sẽ nhớ. Và bạn nhớ là chúng ta sẽ chỉ có thể nhớ sâu, nhớ lâu được khi mà em động đi động lại nhiều thôi.
Chứ còn dù em có trí nhớ siêu phàm đến đâu chăng nữa, em học sâu đi, em học kỹ mấy chăng nữa, dù một cái từ đấy mà lâu lắm rồi em chẳng dùng tới, đúng không? Thì em cũng sẽ quen thôi, để nhá. Cái đấy cô cho anh có thể nhờ khẳng định chăm, chăm khẳng định chắc chắn luôn bằng tất cả những trải nghiệm của cô cho anh. Thì cô sẽ có với từ sau, với từ upload nghĩa là đăng tải. Vậy thì ý A của cô không phải. Rồi tiếp này với cái anh ý B của chúng ta đây, những cái chủ đề thuộc về internet. Thì với cái anh ý B của cô thì sao? Cô có từ browse, từ đấy của chúng ta có nghĩa là duyệt, đúng không ạ? Duyệt. Ví dụ như là duyệt hoặc là lướt đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là vào cái trình duyệt của mạng của cái trang web nào đấy chẳng hạn, kiểu như vậy. Vậy anh ý B của cô không phải. Rồi tiếp này cô có ý C, từ này em biết đúng không ạ? Với động từ connect nghĩa là kết nối, không phải. Vậy cô sẽ chọn đáp án là ý D với động từ check nghĩa là kiểm tra. Vậy dịch ở giống như rất nhiều thanh thiếu niên khác, luôn kiểm tra cái thông báo trên mạng xã hội để đếm cái lượt like với lượt bình luận. Đó, giống như kiểu mình đăng một cái ảnh, lúc nào cũng phải để ý xem là xem là được bao nhiêu like rồi, được bao nhiêu bình luận rồi, kiểu như vậy. Thế nhá, tạm thời dừng ở đấy đã. Chợ còn 6 phút nữa không kịp sang phần về từ loại rồi. Giờ bạn nhớ cho cô để cô trai nói một xíu này. Đây, cô dành 6 phút cuối đấy. Cô trai sẽ hướng dẫn em với cái chuyên đề về từ loại. Chốt lại cô bảo với em rằng là nếu như em mới bắt đầu học cuốn sách này và vốn từ của em vẫn còn chưa nhiều, em thuộc nhóm là mất gốc về từ vựng hoặc là từ vựng cực yếu, thì em sẽ chú trọng vào 3 chủ đề trong cái bộ sách này. Đó là chủ đề về nghĩa của từ, tức là chủ đề số 1. Chủ đề thứ 2 là chủ đề về từ loại. Và chủ đề số 12 là chủ đề về đồng nghĩa trái nghĩa. 3 cái chủ đề từ vựng đó là chủ đề thuộc phạm trù 7+. Chứ học cho cô 3 cái chủ đề đó trước để chúng ta có vốn từ cơ bản đã. Sau đó bạn sẽ lên các phạm trù 8+. Nhớ này, tối mai cô Trang sẽ hỗ trợ em với phạm trù 8+. Phạm trù 8+ thì nó sẽ rơi vào những cái phạm trù sau này. Nó có thể là cái phạm trù về cụm từ cố định. Cái phạm trù này cô cho vào phạm trù 8+ thôi. Bởi vì chúng ta chỉ cần thừa nhận nghĩa của nó, thừa nhận cái cụm đó là làm được rồi. Chứ phạm trù về kết hợp từ cô cũng cho vào phạm trù 8+ thôi, vì chúng ta chỉ cần thừa nhận cụm đấy thôi. Đấy nhá. Chờ phạm trù tiếp theo, phạm trù 8+ là phạm trù về cụm động từ, phạm trù về giới từ. Đấy. Thì tối mai các bạn thích cái phạm trù gì cô Trang sẽ hỗ trợ em cái phạm trù đó, được không ạ? Rồi cô Trang quay lại với cái phạm trù về từ loại này. Với cái phạm trù về từ loại thì nó sẽ khác với phạm trù về nghĩa của từ. Đó là cô Trang có cho em cái bảng từ này. Nhớ. Cái bảng từ này thì cô cho em đủ những cái bộ từ mà đủ dùng. Đó, đủ dùng tức là sao? Đủ để cho em có thể làm tốt bài thi vào 10 bài thi trung học quốc gia. Và thậm chí là bài thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội. Đấy nhá. Nhưng mà ở trong cái dạng bài về từ loại ấy, thì nó lại có những cái kiểu câu hỏi sau. Nó không giống cái dạng câu hỏi về nghĩa của từ kia. Nó sẽ có 3 cái dạng bài về từ loại. Dạng bài thứ nhất đó là dạng bài từ loại dưới cái kiểu trắc nghiệm này. Chứ ở dưới cái form trắc nghiệm này thì cô Trang đã quay video hướng dẫn cái chuyên đề về từ loại rồi. Và cô Trang đã chữa tới câu số 28 rồi. Các bạn kích hoạt sách này là các bạn có thể xem được cái phần video hướng dẫn đó. Đấy nhá. Nên là nếu như mà có cái buổi sau cô Trang hướng dẫn em với chuyên đề từ loại, thì cô Trang sẽ hướng dẫn em với cái phạm trù về từ loại ở cái dạng tự luận như này. Nhá, với cái dạng từ loại mà ở dạng tự luận này thì nó sẽ thường xuất hiện trong cái bài kiểm tra định kỳ trên lớp của em, hoặc là trong cái bài thi vào 10 của một số tỉnh thành mà có form trắc nghiệm xen lẫn với tự luận. Nhớ, nếu mà tỉnh em mà thi tự luận với trắc nghiệm xen với nhau thì chắc chắn em sẽ có cái dạng bài về từ loại này. Đấy nhá. Thì cô Trang sẽ dành một cái buổi để hỗ trợ em với cái dạng bài từ loại ở cái form tự luận này. Được không ạ? Rồi tiếp này. Ngoài ra thì ở cái dạng bài về từ loại nó còn một cái phạm trù nữa mà cô Trang đặc biệt lưu ý với các bạn, đặc biệt là với những cái anh chị chuẩn bị thi trung học quốc gia, những anh chị mà chuẩn bị thi đánh giá năng lực nhá. Thì ở cái form từ loại này thì nó sẽ còn một cái dạng nữa là dạng bài mà chia dạng đúng của từ trong loạt nhưng mà ở dưới cái hình thức là đoạn văn như này. Thì cái dạng này bạn sẽ thấy rằng là nó xuất hiện ở trong cái bài thi chuyên này, bài thi học sinh giỏi này và trong cái bài thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nên là nếu những bạn nào mà thuộc cái nhóm đối tượng là ôn thi, nếu bạn có dự định là thi chuyên thi học sinh giỏi hoặc là thi đánh giá được của Đại học Sư phạm Hà Nội thì bạn học cho cô thêm cái dạng này nữa. Đấy nhá. Và cô cho anh sẽ có cái phần livestream cũng như video hướng dẫn em từng cái chuyên đề này. Tạm thời hôm nay chúng ta dừng ở đây đã, đến 10 rưỡi rồi đúng không ạ? Nhớ dừng ở đây đã nhé, được không ạ? Cô sợ là học quá các bạn kêu, bởi vì trước cô cho anh có bảo với em là vào năm thì cô cho anh chỉ hỗ trợ em 30 phút thôi để đỡ mất thời gian của các bạn. Nhưng là hôm nay cô cho anh hỗ trợ em đến 1 tiếng rồi, nên là tạm thời chúng ta sẽ dừng ở đây đã. Thì nhá, nghe này. Tuần này cô Trang sẽ hỗ trợ em đủ cả 3 phạm trù về từ vựng, đó là phạm trù 7+, 8+ và 9+. Hôm nay cô Trang hỗ trợ em 7+ rồi. Tối mai cô Trang sẽ hỗ trợ em 8+ và tối ngày kia cô Trang sẽ hỗ trợ em 9+, được không ạ? Rồi, tạm thời chúng ta dừng ở đây nhé, và tối mai
đúng 21:30 chúng ta lại gặp nhau và cô Trang sẽ hỗ trợ em cách học từ vựng ở phạm trù 8 cộng em nhé. Tạm biệt các bạn.